Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ ra lệnh truy nã kẻ phản bội, tin tổng hợp. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang viếng thăm Ấn Độ, đe dọa Trung Quốc và Nga coi chừng lãnh hậu quả không tốt trong quan hệ với Hoa Kỳ. Dù bị Hoa tỉnh đốn truy nã, hủy hiệu lực hộ chiếu, cựu nhân viên tư vấn CIA Edward Snowden vẫn có thể rời Hồng Kông sang mặt tư khoa và biến mất. Không rõ Edward Snowden đã lên máy bay đi Cuba, chặng thứ nhì trên đường sang Ecuador tị nạn hay còn ở lại mặt tư khoa làm việc với mật vụ Nga, FSB, như một số nhà phân tích nghi ngờ. Liệu cựu điệp viên CIA đào tẩu này có trao đổi gì với nhân viên Trung Quốc tại Hồng Kông để được tự do rời lãnh địa trong khi hộ chiếu bị hủy bỏ hiệu lực hay không? Giới phóng viên quốc tế đang ráo riết truy kiếm thông tin nhưng vô hiệu. Điều chắc chắn là từ hành pháp đến lập pháp, Hoa Kỳ đều dứt khoát phải truy bắt cho được kẻ đã tiết lộ khả năng gián điệp điện tử của Hoa Kỳ, một vũ khí then chốt trong chính sách an ninh phòng thủ và chống khủng bố. Công luận Hoa Kỳ cũng đổi chiều, không còn xem Snowden là một người tranh đấu vì lý tưởng tự do thông tin. Sự kiện Snowden chọn những quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ làm trung chuyển trên đường đào thoát và chọn Ecuador có tiếng trù dập báo chí làm nơi lánh nạn đã làm cho uy tín của ông bị tổn hại rất nhiều.